Dạ vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả các bác và anh em. Ở trong video clip này, em sẽ làm một video để tổng hợp lại một số màu sắc tín hiệu âm thanh mà bên em vừa mới về hàng để cho tất cả bác sử dụng mình thi công các dòng dây loa, dây AV và thi công những cái dòng phụ kiện âm thanh nhé. Em về được số lượng khá là nhiều nên những bác nào có nhu cầu nhắc máy liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo là 0969 569 157 hoặc Zalo 0962 182 145. Rồi thì trước khi đi vào video chi tiết, những bác nào chưa like video cho em xin một lượt like nhé. Tại vì một lượt like của các bác hoàn toàn là miễn phí, nhưng video của em sẽ được đánh giá tốt và được hiển thị thêm nhiều khách hàng nữa nhé. Rồi thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu cũng như là báo giá tới tất cả bác chi tiết những dòng sản phẩm ngày hôm nay. Trước tiên giới thiệu tới tất cả bác đó là những chiếc xác mỏ chim mềm. Dòng này em hết hàng khá là lâu, nay vừa mới về lại này. Dòng này các bác cũng có thể sử dụng làm cọc chuyện từ mỏ chim ra bắp chuối này. Nếu các bác sử dụng làm rác chuyện thì mình mở ốc vít ở bên trong ra nhé. Đó, dòng rác quảng Monster, rác mỏ chim mềm nha các bác. Trước này là mềm này, đó, và các bác đấu dây vào đây, sử dụng bắt vít hết nhá. Giá loại này em để cho tất cả bác là 60.000 đồng một cặp nhá, 60.000 một cặp, hai chiếc, một đỏ một đen nhá. Còn đây là dòng rác mỏ chim cứng, loại tốt bên em cũng về hàng này. Dòng này các bác thi công được cả dây lớn này, cả dây nhỏ nhá. Đó, dòng rác quảng Litton nha các bác, rác đồng. Dòng rác mỏ chim cứng này bên em để cho tất cả bác với giá là 40.000 một cặp nhá, 40.000 một cặp, hai chiếc. Rồi đi qua những dòng rác bắp chuối nha các bác. Đây là dòng rác bắp chuối quảng Palit. Đây, rác bắp chuối này, dòng này cắm rất là êm và cho độ tiếp xúc rất là ok. Giá em để cho tất cả bác là 50.000 đồng một cặp nhá, 50.000 một cặp. Rồi tiếp theo đi qua những dòng rác Canon này, rác hàng bãi nhá. Dòng rác của hãng Swiss Jago, dòng rác bãi Thụy Sĩ. Đó, loại này thì các bác thi công được dây lớn này, dây nhỏ này. Kể cả những dòng dây neo tắt các bác cũng có thể thi công được dòng rác này nhá. Đó, đường kính tầm khoảng 10 ly đi lại là mình thi công được hết. Khi các bác mua thì các bác chỉ cần nói với em là dây của mình bao nhiêu ly thì các bác cứ bảo em nhá. Em lấy cho tất cả bác là về mình vừa luôn nhá. Swiss này, Jago, rất là đẹp, cầm rất là đầm tay nha các bác. Và giá một cặp được cái như thế này em để cho tất cả bác là 250.000 đồng nhá, 250.000 đồng. Tiếp theo giới thiệu tới tất cả bác đó là dòng rác bắp chuối quảng VR Blue này. Dòng này là loại tốt, các bác thi công những dòng dây đắt tiền nhá. Và đây là dòng rác bắp chuối quảng VR Blue nha các bác, rất là đẹp. Loại này giá là 100.000 đồng một rác, dòng rác bắp chuối răng cưa. Đường kính lộ dây này nó tầm khoảng là 6 ly nhá, 6 ly. Nên những dòng dây cỡ lớn các bác sử dụng rác này rất là ok. Đó, 100.000 đồng một rác nha các bác. Bác nào lấy thì liên hệ cho em nhá. Em có rác mỏ chim luôn này. Đây là rác mỏ chim. Rác mỏ chim cũng là 100.000 đồng một rác nhé. Đó, rất là đẹp. Em thường sử dụng làm những loại dây như là dây Harmony nhé, Harmony. Ok, đi qua dòng rác quảng CMC này. Đây là dòng rác khóa nha các bác, rác khóa. Rác khóa này rất là đẹp. Khi các bác bỏ dây vào đây, chúng ta xoáy ra thì cái này nó sẽ nở ra này. Đó, giá là 100.000 đồng một rác luôn nha các bác. Đồng giá 100.000 một chiếc. Rồi đi qua sản phẩm tiếp theo nhá. Đây là rác nòng súng này. Nòng súng em bán cũng rất là nhiều luôn. Rác súng cũng là dòng rác khóa. Các bác cho dây vào đây, khi chúng ta cắm vào cọc bắp chuối như thế này, cắm vào đó, thì chúng ta sẽ vặn ở đây, khóa lại rất là chặt nha, cho độ tiếp xúc cực kỳ là cao luôn. Loại này giá bên em cũng để cho tất cả bác là 100.000 đồng một rác nhé, 100.000 đồng một rác. Nhất là những bác nào thi công những dòng dây mà dàn âm thanh của mình để sát tường ấy, chúng ta lựa chọn rác này rất là ok.
Dây tốt các bác nên sử dụng những loại rắc như này nhé. Rồi, đi qua những loại cọc loa này. Dòng cọc loa của châu Âu, em đang còn lại ít cặp này. Đây là cọc loa nhé. Cọc này rất là đa năng, các bác sử dụng được bắp chuối, mỏ chim này, bắp chuối ngoài này, mỏ chim với càng cua chúng ta bỏ ở đây. Ok chưa? Rất là đẹp. Quá là chất lượng nha. Giá là 280.000 một đôi nhá. 280 một đôi. Bác nào lấy thì cứ liên hệ cho em nhá. Số lượng thì đợt này về khá là nhiều đấy, nên các bác cứ lựa chọn, thích nhiều có nhiều, thích ít có ít nhá. Rồi, đây là những cái phụ kiện để cho tất cả bác chuyển từ 6 ly ra bông sen này. Tức là chúng ta cắm 6 ly vào thiết bị này, rồi chúng ta cắm bông sen trồng lên đây. Đó, ok chưa? Giá là 30.000 đồng một chiếc nhá, 30.000 một chiếc. Em có dòng 6 ly ra 3.5 luôn, tức là chúng ta cắm 3.5 vào trên này. Dòng này cũng là 40.000 một rác nhá, 40.000 một rác, loại tốt nha các bác. Các bác mua 1-2 rác em vẫn ship nha các bác. Đó, còn nếu mua ít thì các bác chịu phí ship giúp em là được. Rồi, sẽ đi qua dòng rác AV này. Dòng rác AV mạ carbon vào bên trong này. Ok chưa? Rác AV mạ carbon. Dòng này thì các bác xài thiên thu luôn, không bao giờ mà bị oxy hóa được. 150.000 đồng một cặp nha các bác, 150.000 đồng một cặp. Còn đây là dòng rác CMC luôn này. Loại này em bán là 180 nhá, 182 chiếc. Rất là đẹp, rác mạ vàng, rác khóa luôn nhá. 182 chiếc. Còn đây là dòng rác 6 ly vuông nhá, 6 ly vuông. Đó, 6 ly vuông loại tốt này. 80.000 đồng một rác nhá, 80.000 một rác. Để cho tất cả bác thi công những dòng dây lớn nhá các bác, dây lớn này. Đó. Đầy đủ cho tất cả bác luôn nhá. Không thiếu một cái gì. Còn rác này là rác AV vuông góc này. Bác nào cần làm dây AV để sát tường ấy thì chúng ta lựa chọn AV vuông góc. Dòng rác AV này thì đầu của nó nhỏ thôi nhá, nhỏ thôi, tầm khoảng 6 ly thì nó sẽ vào được nhá. Còn lớn hơn thì sẽ không vào được. Loại này 40.000 đồng một rác nhá, 40.000 một rác. Một cặp là 80.000 đấy. Rồi, đây là dòng rác chuyện này. Đây là rác chuyện từ mỏ chim ra bắp chuối với lại càng cua ra bắp chuối. Loại này giá là 100.000 đồng một đôi nhá, 100.000 một đôi. Càng cua ra bắp chuối và mỏ chim ra bắp chuối thì nó cũng giống nhau nhá. Đồng giá nha các bác. Đây, đây là mỏ chim này. Ngoài này chúng ta sử dụng được bắp chuối này, còn trên này là chúng ta cắm vào âm ly vào loa nhá. 100.000 đồng một cặp. Loại này thì cao cấp hơn xíu nhá, 180.000 đồng hai chiếc. Đó, các bác nhìn này, càng cua. Ngoài này chúng ta cắm bắp chuối. Và lưu ý khi các bác mua thì bên em sẽ sử dụng ống co em bọc lại đây, đó nên chúng ta yên tâm không bị chạm nhau đâu nhá. 180 một cặp. Sản phẩm hơi nhiều nên em sẽ quay nhanh nhá. Đó, những sản phẩm này thì các bác chơi audio thì mình quá quen thuộc rồi, em chỉ cần giới thiệu và báo giá thôi, các bác nhìn là các bác biết à. Còn đây là những chiếc cọc loa này. Cọc loa quặng CMC em vừa mới về luôn nhá. CMC. Loại này các bác sử dụng làm cọc loa được này, làm chuyện từ mỏ chim ra bắp chuối này, càng cua ra bắp chuối. Ok. Rất là đẹp. Đồng 100% nhá, CMC. Rất là nổi tiếng. Loại này 220 một đôi nha các bác, 220 một đôi. Đó, số lượng thì em về được khá là nhiều đấy, nên bác nào lấy thì cứ nhanh tay. Loại này đặc biệt là nó bọc nhựa ở bên ngoài nên các bác yên tâm không bị chạm chập gì nhá. Rất là bền, rất là đẹp và tiếp xúc rất là ok nhá. Đó, sẽ giới thiệu lần lượt. Còn đây là những chiếc rác càng cua này. Hôm bữa em mới lên video clip thì có khá là nhiều bác mua dòng rác này. Rất là đẹp nhá, rất là đẹp. Các bác nhìn này, đẹp chưa?
rất là đẹp. Giá của dòng rác cẳng cua này em để cho tất cả bác 110.000 đồng một rác nhé. 110.000 một rác. Rác tốt nha các bác. Các bác nhìn này, nó mạ vàng quá là chất lượng cả trước và sau. Ngoài này thì bọc nhựa nhá. Và các bác sử dụng làm cho những dòng dây loa cỡ lớn, nó nhỏ cũng được thôi, miễn sao là dây tốt thì các bác đi loại này là ok. Giá 110.000 một rác nha các bác. Còn đây là còn máy cặp cọc loa hàng xịn nha. 400.000 một đôi nha các bác, 400.000 một đôi. Còn ít nữa thôi. Đó, các bác lấy thì cứ liên hệ cho em nhé. Loại này các bác sử dụng được càng cua bắp chuối mọ chim, ok hết nha. 200.000 đồng một chiếc. Đó, sẽ quay rõ cho tất cả bác cùng xem này. Các bác lấy sản phẩm nào chỉ cần chụp màn hình lại hoặc mình alo cho em nhé. Loại này giá là 400 một cặp. Rồi, hôm qua thì em vừa về thêm rác 6 ly này. Dòng rác quảng Litton nha các bác, Litton có ST và có mono. Mono là như thế nào và ST là như thế nào sẽ nói rõ ở video clip để cho tất cả bác cùng xem luôn. Đây là mono nhá. Mono thì nó sẽ có một gặt ở trên này. Đó, vào bên trong. Rất là đơn giản nhá. Đó, loại này 80.000 một rác nha bác, 80.000 một rác. Mono và ST thì nó đồng giá với nhau thôi. ST thì nó có hai gặt như thế này. Đó, vào bên trong nó có hai chân. Hàn rất là dễ nhá. Bác nào lấy rác 6 ly này liên hệ cho em nhá. 40.000 đồng một rác. À, em xin lỗi nhá. 80.000 đồng một rác nhá. Rất là đẹp. Quá xịn nhỉ. Rất là xịn sò. Rồi, còn đây là dòng rác bắp chuối CMC này. Loại này giá là 90.000 nhá, 90.000 một cặp nhá các bác, 90.000 một cặp. CMC, dòng rắc bắp chuối răng cưa. Có nhiều bác bảo là rắc bắp chuối lòng máng vẫn đúng nhá. Đó, mọi người có một tên gọi khác nhau. Giá là 90.000 nha các bác. Rất là nhiều này. Còn đây là những dòng rắc pallet. Rắc canon nha các bác, rắc canon. Giá loại này em để cho tất cả bác là 135.000 đồng một rác nhé. À, em xin lỗi nhé, 135.000 một cặp. Hai chiếc đực. Hoặc một chiếc đực, một chiếc cái. Hoặc hai chiếc cái. Em vẫn để cho tất cả bác là 135. Bác nào lấy thì cứ liên hệ cho em nhé. Đầu rác mạ vàng này, rác tốt nhé. 135.000 đồng một cặp nhé. Báo lại kẹo nhiều bác nhầm nhá. Còn đây là dòng rắc carbon. Rắc carbon thì em phân phối rất là lâu và rất là nhiều rồi. Này, rắc carbon 200.000 đồng một đôi nhá. Đực cái hoặc cái hết hoặc đực hết đồng giá với nhau hết nha các bác. Em nhập vào bằng giá với nhau hết và có đầy đủ đực cái, nên bác nào lấy đực thì em gửi đực, lấy cái em gửi cái nhá. Có sẵn đầy đủ. Đợt này thì không có thiếu hàng đâu. Đó, nên các bác cứ yên tâm, mình lựa chọn nhá. Thiếu gì cứ liên hệ cho Mạnh Hoàng Audio, em sẽ gửi hàng toàn quốc cho tất cả anh em và các bác nhá. Rồi, thì những bác nào có nhu cầu về những dòng phụ kiện âm thanh này, nhắc máy liên hệ cho em nhá. Rồi, em Hoàng xin kính chào tất cả các bác và anh em. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều nhá.